OK, BKC lên lại rồi. Để báo các anh em bên cộng đồng. Vừa rồi đóng cây 4 giờ ngon rồi, xanh đúng không? Đây là một cây rút chân. À, hầu như giá toàn bộ bị hấp thụ và được đẩy lên. Đây nè, giá xuống mức thấp nhất và bắt đầu được hấp thụ và đẩy lên, đẩy lên. Giá đóng cửa đâu đó bằng với cái giá gần sát với cái giá mở cửa và giá cao nhất. Cho nên đây là một cái lực đẩy lên, một cái thể hiện cho phe mua. Phe mua hầu như là gom hết hàng, phe bán đẩy giá lên. Ok, để ra cái kèo này cho anh em cộng đồng một cái. Mọi người đợi 5 giây. Các anh em đợi 5 giây nhé, để up cái kèo bên cộng đồng cho họ vào. Ok. Đây là cái kênh Channel Marine. Channel Marine cho anh em bên cộng đồng, ai ai chưa có ai muốn cho cái channel này á, mỗi ngày thì có khoảng có đang có bốn anh em admin họ soi kèo cho. Họ soi kèo ra. À quên, kèo Việt Lót kêu họ gồng. Đợi tí nha. Kèo Việt Lót hôm qua gồng được nhé. Ok. Cuối buổi mình hay cho các anh em bắt những cái kèo Việt Lót, bắt những cái giá mà khi trong đêm nó về bắt trúng một cái thì hôm sau ngon đúng không? Rồi làm clip này, hôm nay clip này ngắn thôi để nói về một cái vấn đề nữa là như thế này. Ví dụ con Linh các bạn thấy không ạ? Con Linh vừa rồi chúng ta mua ở cái ngưỡng giá này, bắt ngay cái giá này quá ngon, ngay cái EMA 200 và nó rút chân lên, bây giờ là 1 2 3 4 cây xanh đúng không? Bốn cây xanh. À, một lát ở đây 41 phút nữa mà đóng nến 1 giờ mà đây là một cây xanh thì quá tuyệt vời. Nó đây nó đang đi đúng với cái mô hình quen thuộc mà anh em chúng ta bên cộng đồng, bên group chat đã được học rồi đúng không? W V kép đúng không? Phá đỉnh này lên đỉnh này thôi. Và đây là những cái mức TP của con Linh mà vừa rồi chúng ta nhắm tới, ai đã bắt được cái vùng này, bắt được cái tín hiệu của vùng này, mình báo bay vùng này rồi thì hold đi, giữ đi ha. Rồi. À, và rất là nhiều người bị một cái bệnh là tại sao có clip này, clip mình làm clip này để nói cho các anh em hiểu một điều là bản chất mọi thứ nó đều có chu kỳ. Nó đều có chu kỳ, nó sẽ có một cái chu kỳ lên, một cái vùng điều chỉnh hoặc là một cái chu kỳ giảm điều chỉnh rồi giảm tiếp. Đúng không ạ? Hoặc là chu kỳ lên rồi đảo chiều và bắt đầu thay đổi cái chu kỳ xuống. Ví dụ một cái chu kỳ lên như vậy, một cái chu kỳ lên như vậy. Bản chất trong cái chu kỳ này nó sẽ có những cái sóng lên xuống điều chỉnh. Và một cái chu kỳ giảm cũng như vậy, nó sẽ có những cái cú back lại. Nè, điều chỉnh ngược lại. Rồi giảm tiếp, rồi điều chỉnh, rồi giảm tiếp. Đấy. Và mọi thứ đều có chu kỳ nha. Mọi thứ đều có chu kỳ. Kể cả việc đầu cơ, kinh doanh, bạn bè, tâm lý, đám đông, các kiểu, các anh em có để ý, đều có chu kỳ. Thế thì tại sao chúng ta phải nắm cái việc này? Bởi vì cái chu kỳ nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta nắm bắt được cái chu kỳ của nó, chúng ta nương theo nó, thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong đó. Kiếm được rất nhiều tiền trong đó. Rất là nhiều người vừa rồi hâu con gì, con ADA đúng không ạ, con DOT đúng không ạ, xong rồi bảo là bây giờ mấy con khác BKC bay, XRP bay, Link bay, các con khác đều bay, LKC bay mà mấy con mình đang hâu không bay, bực quá cắt nhảy qua mấy con khác, nhảy qua mấy con đang bay, và kết quả là mấy con đang bay nhảy qua xong rồi nó không bay nữa, hoặc là nó bay thêm chút nữa coi nó ngừng, sau đó đến những cái con mà mình đã mua trước đó nó bay. Có ai bị như vậy không, các bạn có bị như vậy qua chưa? Rất nhiều đúng không? Bị rất nhiều. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì bản chất nó đang đi theo chu kỳ. Nó vẫn đang đi theo chu kỳ, muốn nó tăng thì nó phải xong hoàn thành cái chu kỳ giảm và điều chỉnh gì đó của nó. Thì nó mới lên chu kỳ, nó mới lên là được cái ngưỡng tăng. Và mọi thứ nó đều có chu kỳ từ thấp lên cao các kiểu. Và chúng ta đánh về Xtrend nha, không nói Marine nha. Chưa nói Marine. Xtrend bản chất lợi nhuận của Xtrend là chúng ta mua ở giá thấp, chúng ta bán ở giá cao. Chúng ta có lợi nhuận từ mua giá thấp bán giá cao. Đúng không? Nhưng thực tế cái lúc mà chúng ta trade thì chúng ta mù quáng, chúng ta bị mất bình tĩnh. Chúng ta bị cái đường giá nó làm ảnh hưởng cái tâm lý, cho nên cái tâm lý nó rất là quan trọng. Nếu các bạn không xử lý được cái tâm lý này thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, chúng ta sẽ thua. Tại vì sao? Tại vì khi bất kỳ cái đường giá nào nó bay như vậy lên là bắt đầu lo là không mua kịp, nhảy vào ngay. Trong khi những cái con mà chúng ta đang hold chưa có bay á thì chúng ta cắt lỗ, chúng ta nhảy vào những cái con này. Thì thành ra chúng ta làm được một cái điều ngược lại là chúng ta mua ở giá cao, ví dụ nó bay một cây như vậy nè, nó bắt về cây đỏ ngon quá nhảy vô múc, thì thành ra chúng ta đang mua giá cao đúng không?
chúng ta mua giá cao xong rồi trước đó chúng ta cắt cắt con DOT, cắt con LKC các kiểu rồi để chúng ta cắt ở giá đáy, chúng ta cắt ở giá thấp và chúng ta nhảy và chúng ta mua con khác với giá cao. Vậy thì làm sao mà chúng ta trade có lãi, có lợi nhuận được, đúng không? Tại vì chúng ta thiếu kiên nhẫn. Bản chất chúng ta chỉ mua giá thấp bán giá cao ở trên này thì mới có lời, còn những con bay rồi chúng ta không vào. Tại sao? Là tại vì nếu mà chúng ta vào thì nó lại trái với cái nguyên tắc tài chính của chúng ta, là chúng ta mua giá thấp bán giá cao. Còn bây giờ chúng ta vào là chúng ta sẽ phải mua giá cao, còn không biết các bạn có được bán giá cao hơn hay không, hay là sẽ phải bán giá thấp hơn. Hoặc các bạn mua giá cao và các bạn phải cắt, các bạn phải bán một cái con trước đó với giá thấp để các bạn đi mua giá cao, đúng không? Và đó là cái mà mình thấy rất là nhiều người đang bị, đúng không? Con này rất là đẹp nhé, con Linh này rất là đẹp, FOMO đi, vào FOMO đi nha, đúng không? Đáy nè, đỉnh nè, kéo lên nè, đúng không? Đấy, kéo lên giá đâu đó ở vùng tỷ lệ vàng 6.18. Đây nó bị lệch tí. Đây, đó. Nó rút chân về, cây leo vàng rút chân. Con này rất là ngon, đúng không? Ok. Con Linh vào được. Vào thì gồng cái mức TP trên này nha. Rồi, và mọi thứ đều có chu kỳ, đúng không? Cô chỉ gợi ý như vậy, còn chuyên sâu hơn nữa thì bên kênh học viên họ được học. Nói chung các bạn cứ 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 về ngẫm đi, mọi thứ nó đều có chu kỳ. Và cái việc của chúng ta là chúng ta luôn chủ động với thị trường, luôn có tiền để chúng ta đợi thị trường nó sập. Hoặc cách này là dễ lắm. Ở đây ai trong cái group chat này nè, ai trong group chat cộng đồng nè, cái này dễ lắm. Các bạn hoạt động trong group chat cộng đồng này, cái group này ít có mở lắm. Ai có duyên vào nhận được link thì cho anh vào thôi. Thì các bạn để ý những cái đứa mà nó đang bị âm, nó đang báo cắt lỗ á, nó đang bị cháy á, các bạn vào cái lệnh đó cho nó. Các bạn vào ngay cái entry đó của nó. Thì tỷ lệ thắng của các bạn cao, ít ra là cao hơn cái thằng vừa cắt lỗ. Đó. Thì thành ra khi mà nó cắt lỗ rồi là nó đang bán với cái giá thấp, trong khi chúng ta vào chúng ta mua giá thấp. Nó bán với giá thấp để nó nhảy vào con khác với cái giá cao, đúng không? Trong khi chúng ta không nhảy vào, cứ canh thằng nào cắt lỗ cứ nhảy vào là ngon nha. Rồi clip này 7 phút thôi. Mình sẽ làm những cái clip ngắn ngắn giống như vậy. Mỗi clip sẽ nói về một cái nội dung tâm lý chủ đề để các anh em mình nghe, ngẫm lại và khắc phục nha. Bye mọi người.